là cái lũ Việt Nam liếm lồn tôi, là tôi thành thật xin lỗi, đó là tôi sai. He, rồi mấy má chọc con cái con chữ, cái má nói con gom lũ, thì con thành thật xin lỗi mấy má. He, từ nay con không dám xúc phạm tới mấy má nữa. À, xin lỗi cộng đồng tha thứ cho em. À, hồi chiều chọc em chữ, đó, em thành thật xin lỗi, chữ đã xin lỗi, thì chọc tao chửi chứ sao. Bây giờ tao xin lỗi đó, bỏ qua tùy tụi bay đi. Trời ơi trời. Mày sợ gì mà lên giải thích thanh minh thanh nga con chó. Tao nói thiệt với tụi bay nè, tao chửi đó, tao chửi, tao không có giải thích. Đó, tụi bay cứ vô, tụi bay cứ đè nét tao, tụi bay tới tụi bay có ăn học, tại sao tụi bay không đọc chữ cho gõ. Tụi bay cứ nói như vậy, cái tụi bay nhẹt tao, cái tụi bay kiếm chuyện cho tao chửi tụi bay, cái tụi bay bắt lỗi bắt phải tao. Ừ, bây giờ tao lên tao xin lỗi tụi bay không chịu, bây giờ tụi bay muốn sao, muốn sao. Xin lỗi đi chị, bi giáo của chị vẫn còn trên mạng. Thì chị đã xin lỗi rồi mà. Chị nói hừa, hồi chiều chị đã lỡ lời, chị xúc phạm tới cái lũ Việt Nam. Ừ, chị thành thật xin lỗi. Đó, như vậy còn đâu gì nữa. Bây giờ muốn chị làm sao? Muốn chị làm sao? Đúng rồi, làm con cặc gì nhau. Đúng em, đúng không? Chữ chị thì chị chữ, chữ qua chữ lại, người kia chị xin lỗi thì chị xin lỗi. Bây giờ còn nói chị chữ đã xin lỗi, giờ chị muốn chị làm sao? Ủa chị xin lỗi giống kêu cà khịa quá. Chứ xin lỗi sao em? Xin lỗi sao em? Vậy nè ha. Em xin sao? Vậy ha. Nào. Dạ, à, xin lỗi chị em cộng đồng. Em tên là Gòn Xèo Liễn. He, hồi chiều mấy má hỏi con tên gì đó, con tên bà của nội mấy ca má đó. Đó, đó con tên bà của nội mấy má, con tên Gòn Xèo Liễn. Đó, hồi chiều con có làm cái nít mấy má chọc con chữ là cái lũ Việt Nam bú lồn tao, liếm lồn tao. Ừ, em thành thật có lỗi, em xin lỗi mấy chế. Được chưa? Trời ơi trời, má ơi, con quê mùa dắt khóc con biết văn hóa gì. Trời ơi trời, bà nội ơi, bà nào biết văn hóa dạy tôi coi, dạy tôi văn hóa, xin lỗi Việt, lũ Việt Nam dạy xin lỗi văn hóa như thế nào, dạy tôi coi, dạy tôi đi, tôi nói cho nghe. Tôi không có biết văn hóa, tôi không biết lời ngọt ngào, mấy chế thông cảm. Tôi là con người quê mùa thất học, ăn nói có sao nói gì, sổn sàng gì đó, đó. Nhưng mà con người không có hát độc. Còn mấy chế cảm thấy mà xin lỗi lời nào ngọt ngào đó, mấy chế dạy tôi đi, tôi xin lỗi cho mấy chế. Thì tôi cũng nói là đó, tại chữ tôi bức xúc, tôi lỡ lời xúc phạm đến cái lũ Việt Nam, tôi thành tâm xin lỗi những chị em cộng đồng cái lũ Việt Nam đó, tha thứ cho tôi chứ vậy thôi, chứ còn muốn tôi làm gì nữa, đúng không? Ơ mẹ ơi, con có chữ những ai đâu, con chữ là cái lũ Việt Nam chứ con có chữ những ai đâu. Thì bây giờ tôi chữ cái lũ Việt Nam, tôi xin lỗi cái lũ Việt Nam, mà còn bây giờ kêu tôi chữ những ai, tôi chữ những ai? Ừ, đó, là cái lũ Việt Nam liếm lồn tôi, là tôi thành thật xin lỗi, đó là tôi sai. Làm sao? Ừ, hồi chiều em lỡ lời. À, rồi à, xúc phạm đến cái lũ Việt Nam liếm lồn em. Bây giờ em thành thật xin lỗi mấy chế, mấy lũ Việt Nam, vậy đúng không? Em ơi, tại vì nó chửi chị thì chị chửi lại. Đó, rồi cộng đồng nói ừ, chị chửi cái lũ Việt Nam không đúng. Thì chị thành thật xin lỗi. Từ nay chị không chửi cái lũ Việt Nam nữa, và không đụng tới cái lũ Việt Nam nữa. Vậy giờ muốn chị xin đòi lỗi làm sao? Giờ nè, he, em nói thẳng với mấy chế nè. Đó, em thành tâm xin lỗi cộng đồng. Đó, hồi chiều em nóng, em lỡ xúc phạm tới mấy chế, xin lỗi mấy chế, thành tâm xin lỗi. Còn tùy mấy chế thôi, giờ mấy chế biểu em sao vậy, em cũng biết sao rồi, giờ không biết sao nói luôn. Và tùy mấy chế thôi, mấy chế cảm thấy tha cho em được, tha không tha được, tùy mấy chế thôi. Hả? Trời ơi, xin lỗi mấy mẹ không trời hiểu nữa. Trời ơi trời, hỏi mấy mẹ nè, con đi về Việt Nam, tiền con nuôi nó, cái gì con nuôi từ nhỏ tới lớn con về Việt Nam không cho con về. Ha, bà về Việt Nam đi, Việt Kiều về là kêu công an bắt, kêu công an bắt. Đó, em tức em chửi nó thôi, em chửi nó thôi, nhưng em cũng không có về, nó không cho về sao về, về ở đâu, nhà đâu ở, đúng không? Đó, rồi người ta biết, người ta con người, người ta có ăn học rồi, ta đâu có chửi chị đâu. Chỉ có tụi em ăn học quá lố rồi, em đọc chữ này em dịch cái chữ kia luôn, em dịch ra luôn à. Chứ người ta có ăn học, ta đọc ta biết, ta biết ừ, con này nó nói cái gì cái gì cái gì, đúng không? Đó, nó nói cái này gì gì gì, chuyện gì thế trời ơi. Cái chuyện con Thư đó,
gọi điện cho con Thư, con ủa gọi điện kêu ông Hòa, nói Hòa ơi em có đi rước chị không, mấy đứa nó chịu đi rước, hỏi ông Hòa mày có đi rước chị không, Hòa nói ai em không rước chứ chị em rước đó. Xong cái mình mua vé xong cái con Thư đấy không cho về, không cho về, bà về tôi kêu công an, bây giờ Việt Kiều về kêu công an bắt, kêu công an bắt đó. Cái mình nói chồng mình là thôi quỷ vé đi, nó không cho về, mua đi về nó làm gùm ben lên nữa, nó không cho về. Cái ông hỏi sao không cho về, nó nói nó kêu quan bắt tao, ở sớm cũng ai cho về hết trơn á, ở đằng Ngân cũng vậy, nó nói chứ là thôi bà ở bản đi, về sân bay lỡ lây bệnh rồi về lây hết cả xóm rồi sao đó, ai cũng nói vậy, mình nói thôi vậy thôi khỏi về. Xong cái mình đăng lên hay xuống sân bay an toàn. Mà quên đánh Thư ơi, mày có báo công an chưa? Đó, bởi vì nói chung là dốt, đánh nhiều quá đéo biết chữ đánh luôn. Đánh nhiều quá không biết chữ đánh. Đó, chỉ đánh ít 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 thôi. Đó, vậy đó. Mà trời đất mẹ ơi, ăn ngủ, bởi vì đánh xong cái là ngủ. Bây giờ tới giờ đó là giờ em đi làm về, em đánh xong cái chữ đó cái em vô ngủ. Ngủ vậy trời ơi, mấy ngàn lượt like luôn. Mấy ngàn, mười mấy ngàn lượt like luôn đó. Chính xác sẽ có người tìm. Đúng rồi, nhà của chị mà đâu không chính xác em. Tìm thì tìm chị tiếp à, chị đâu có ngại đâu. Đúng không? Chị đâu có chửi tụi em đâu à. Mà tụi em nói là chị chửi hay tụi em thì chị xin lỗi. Còn muốn sao đó tùy tụi em à. Đúng không? Chị đơn giản á. Nhưng mà nhớ nha, tìm chị phải có lý do à nha. Chứ không phải tìm chị đơn đơn được à nha. Đó. Chửi chị xúc phạm chị xúc phạm lại. Ờ, đó là chị lỡ giận quá thì mình mất khôn, thì mình chữ quá lố, thì mình xin lỗi, thì đã thành tâm xin lỗi mấy chế rồi, xin lỗi cộng đồng, xin lỗi cộng đồng mạng rồi. Còn mấy chế vậy len chem không á thì tùy mấy chế thôi, đúng không? Hoài con quỳ con lại mấy má nha mấy má, con lỡ con xúc phạm đó mấy má tha cho con đi mấy má, con xuống đi làm. Ngủ no rồi, nó ngủ bụt mắt luôn nè, trời ơi, giờ xuống đi làm.